Phim điện ảnh Mai của đạo diễn Trấn Thành đang tạo ra một cơn sốt tại các cụm rạp phim tại Việt Nam trong dịp đầu năm mới Giáp Thìn. Trong suốt những ngày qua, bộ phim này cũng đã liên tiếp phá nhiều kỷ lục mà một bộ phim Việt có thể tạo ra. Tuy nhiên, phim Mai lại được phân loại là phim dành cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Điều này đồng nghĩa rằng phim có nội dung chủ yếu dành cho người lớn, có thể chứa những yếu tố nội dung nhạy cảm. Các cơ sở điện ảnh phải công khai thông báo tới khán giả tại các rạp chiếu phim về phân loại của phim, cũng như cách thức kiểm soát và kiểm tra tuổi của khán giả khi vào xem phim. Vừa qua, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc khi một số rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh không kiểm soát chặt chẽ độ tuổi của khán giả vào xem phim hay dù phim được dán nhãn 18 cộng. Theo ghi nhận ở một số cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh, quá trình kiểm soát vé vào xem phim hiện không được thực hiện chặt chẽ, dẫn đến việc nhiều khán giả dưới 18 tuổi có thể lọt vào xem phim hay mặc dù tác phẩm này đã được dán nhãn 18 cộng. T18 dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên. Trước tình trạng các rạp chiếu phim để lọt khán giả dưới 18 tuổi xem phim đã được dán nhãn 18 cộng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Vi Kiến Thành cho biết, Cục Điện ảnh không có thẩm quyền xử lý vấn đề này và thẩm quyền thuộc về Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sáng ngày 21 tháng 2, Tránh Thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Thanh Liêm cho biết, đơn vị này luôn chỉ đạo các rạp chiếu phim phải tuân thủ đúng quy định, đảm bảo rằng độ tuổi của khán giả khi vào xem phim phải phù hợp với nhãn dán tuổi. Trước thông tin về việc một số rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho phép học sinh vào xem mà không yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, ông Liêm đã tuyên bố sẽ ngay lập tức chỉ đạo Thanh tra Văn hóa vào cuộc để tiến hành kiểm tra và giám sát. Ông Liêm thẳng thắn nói, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt, khi kiểm tra mà phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý. Việc này được ghi cụ thể ở quy định phổ biến phim trong rạp chiếu phim, phổ biến phim trên không gian mạng. Người đứng đầu rạp chiếu phim sẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát độ tuổi của người xem phim. Nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật mà không bao che. Từ trước đến nay, việc kiểm soát độ tuổi của khán giả tại rạp có vẻ như vẫn còn nhiều lỗ hổng. Nhiều ý kiến cho rằng quá trình xác minh tuổi của người xem chưa được thực hiện một cách minh bạch và chuyên nghiệp. Nhiều cụm rạp đã lờ đi việc xác minh tuổi vì sợ rằng điều này có thể làm mất khách và giảm sút doanh thu. Đặc biệt là trong những dịp lễ Tết, khi có lượng khán giả đông đúc đổ về rạp, việc thực hiện phân loại tuổi cũng trở nên khó khăn do mất thời gian. Trao đổi với phóng viên, giám đốc nội dung của CGV Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hải đã cho biết rằng phía CGV luôn chú trọng vào việc tuân thủ các quy định của hệ thống phân loại phim theo độ tuổi. Việc kiểm tra độ tuổi cũng được thực hiện khi mua vé. Riêng đối với những khách hàng mua vé trực tuyến, hoạt động kiểm tra diễn ra ở cửa soát vé. Trước câu hỏi về những vướng mắc của CGV Việt Nam trong việc phân loại độ tuổi khán giả xem hay, ông Hải cho hay, thật ra trong hoạt động của rạp, việc xác minh tuổi khán giả chắc chắn là có khó khăn. Tuy nhiên, CGV áp dụng nhiều biện pháp như thông báo, kiểm soát từ khâu mua vé trực tuyến tới khâu mua vé tại rạp. Tại quầy soát vé, CGV cũng bố trí nhân sự để kiểm tra độ tuổi theo quy định và hỗ trợ khách hàng chưa đủ độ tuổi qua xem các phim khác phù hợp độ tuổi hơn. Trong khi đó, đại diện quản lý của một rạp chiếu phim khác cho biết rằng việc kiểm soát độ tuổi của khán giả luôn là một vấn đề quan trọng và được nhà rạp quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, để thực hiện việc kiểm soát độ tuổi theo đúng quy định có rất nhiều khó khăn. Ông nói, thí dụ dịp Tết, nhiều khán giả dẫn gia đình đi xem phim, gồm cả người lớn, trẻ nhỏ. Với những trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ gợi ý các em xem phim khác phù hợp lứa tuổi. Ở những thời điểm rạp vắng khách, việc đổi phim dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng ở những giờ cao điểm đông khách, việc đổi phim rất khó khăn. Cũng có nhiều nhóm khán giả muốn xem cùng gia đình nên không đồng ý việc đổi phim và bỏ về. Trước câu hỏi của phóng viên về việc khán giả mua vé online không phải trình giấy tờ khi đến cửa soát vé, người đại diện này cho biết, trong ứng dụng đặt vé, chúng tôi đều yêu cầu người mua bấm xác nhận đủ tuổi. Tại quầy soát vé, nhân viên thường quan sát bằng mắt, khán giả nào có vóc dáng nhỏ quá sẽ được yêu cầu trình giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên. Trường hợp họ không đủ tuổi, nhân viên đành xin lỗi, từ chối phục vụ hoàn tiền. Ông cho biết thêm nếu rạp nào bị phát hiện chiếu phim không đúng độ tuổi quy định, trách nhiệm sẽ thuộc về cụm rạp đó. Ông nói, Thanh tra Cục Điện ảnh hoặc các sở ban ngành đi kiểm tra đột xuất, nếu có trường hợp vi phạm sẽ xử phạt theo quy định. Chia sẻ về việc học sinh vô tư vào rạp xem phim hay đã dán nhãn 18 cộng, một vị tiến sĩ, chuyên gia tâm lý, giáo dục cho rằng thực trạng này có nhiều vấn đề cần xem xét. Theo bà, trẻ em dưới 18 tuổi thường có tâm lý chung là hiếu kỳ và tò mò về tình yêu, cuộc sống và thường muốn thể hiện bản thân mình là người lớn. Việc truyền thông quá hiệu quả của bộ phim hay đã khiến các em trẻ muốn xem. Và vì chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc xem phim quá tuổi, nên các em sẵn lòng thực hiện các hành động không đúng để có thể vào rạp chiếu phim. Chuyên gia nói, thực tế chúng ta phải đặt câu hỏi rằng, chính người lớn, bố mẹ của các em cũng có nhận thức được thế nào là phim 18 cộng chưa?
có biết con đi xem phim đó không? Có khuyên nhủ gì con không? Nếu câu trả lời là không, chúng ta cũng nên nhìn nhận lại. Đây không chỉ là vấn đề của con, mà là của cả gia đình, thậm chí nhà trường. Về phía các hệ thống nhà rạp chiếu phim, các chuyên gia cho rằng đây là các doanh nghiệp kinh doanh và nhiều nơi đặt lợi nhuận lên hàng đầu, sau đó mới đến các vấn đề khác. Do đó, theo chia sẻ của nhiều học sinh, việc mua vé mà không cần xuất trình giấy tờ, chỉ dựa vào lời nói của khán giả đã khiến họ có nhiều lần xem các bộ phim được dán nhãn 18+, thể hiện sự tắc trách của các nhà rạp chiếu phim. Bà thẳng thắn chia sẻ, việc làm này có thể khiến các rạp chiếu phim gia tăng doanh thu lợi nhuận, nhưng về mặt xã hội, nó gây ra những hậu quả rất khó lường. Do vậy, những đơn vị làm công tác này cần phải có ý thức về cộng đồng cũng như đạo đức trong nghề nghiệp. Tôi nghĩ các cơ quan chủ quan, trong khi đợi các nhà rạp tự giác, cũng cần có biện pháp xử phạt nếu như phát hiện vi phạm về việc bán vé sai độ tuổi hoặc bắt buộc yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân với phim cấm trẻ em, phim ảnh cũng như hệ thống rạp chiếu phim phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí cho người dân. Do vậy, thật đáng tiếc nếu vì những lý do nào đó mà nó trở thành nơi khiến các em bị ảnh hưởng về tinh thần và lệch lạc về nhận thức, hành vi sau này. Khi được đặt câu hỏi, tác hại của việc trẻ em khi xem phim dành cho người lớn, trẻ em dưới 18 tuổi vẫn đang trong quá trình phát triển không đồng đều về mặt cơ thể và nhận thức của các em về thế giới thường có nhiều sự phiến diện. Bên cạnh đó, cảm xúc và tâm lý của các em cũng chưa ổn định. Mặc dù nhiều em có vẻ nhìn trưởng thành, nhưng các cơ quan chức năng khác vẫn đang không ngừng hoàn thiện để đảm bảo quyền lợi và sự phát triển toàn diện. Trong thời kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì, nhiều em dễ mắc phải các vấn đề như bốc đồng, thất thường, thậm chí là nổi loạn. Đây là giai đoạn mà các em đang tìm hiểu và định hình về bản thân, lối sống và về con người của mình. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm mà các em thường có cái tôi cao, thích được coi là người lớn. Bố mẹ và thầy cô phải nỗ lực rất nhiều để có thể tương tác và giáo dục giúp các em nhận thức đúng về bản thân và xã hội. Vì vậy, việc tiếp xúc với những hình ảnh nhạy cảm của người lớn hoặc những nội dung không phù hợp có thể dễ khiến các em trẻ bị lệch lạc về hành vi và nhận thức. Vị tiến sĩ bày tỏ, tôi thực sự lo ngại với việc giới trẻ thời nay tiếp xúc quá sớm với các hình thức bạo lực, phim ảnh 18+ trên mạng Internet. Trong khi đó, bố mẹ rất khó quản lý, thậm chí các em nhiều khi không chủ động tiếp cận nhưng vẫn nhìn thấy do đề xuất và tò mò bấm xem. Và thật đáng buồn là ngay cả thứ chúng ta có thể kiểm soát như việc xem phim đúng theo độ tuổi, chúng ta cũng không thực hiện được một cách nghiêm túc.